Cơn bão từ ngoài khơi, sức gió giật từ cấp 12 đến 13 độ, đang vào đất liền. Bão lại đến. Yeah, bão to. Chắc ngày mai thế là cô giáo cũng cho đốm nghỉ học. Mẹ tin bão sẽ chỉ trong đêm nay thôi. Ngày mai đốm sẽ vẫn phải đến trường. Khuya rồi, đốm đánh răng đi ngủ nha con. Dạ. Mẹ ơi, ngày mai hết bão phải không ạ? Đúng rồi, ngày mai bão sẽ qua thôi con. Dạ, đếm chúc mẹ ngủ ngon. À, hết bão rồi. Thôi, mình ra sân tập thể dục. Ơ, à, bạn đang làm gì trên đó vậy? Phải, bạn đang bị mắc kẹt không? Đợi mình tí, để mình giúp bạn nha. Tìm được anh à, mình sẽ cứu bạn. Ui da, thật là đau quá, đau quá. Bạn đừng lo, mình không sao. Nhất định mình sẽ cứu được bạn. Đớn, con mang quạt máy đi đâu vậy? Nhất định lần này sẽ thành công. Ơ, bạn bị lạnh hả? Xin lỗi bạn. Còn một cách cuối cùng, leo cây. Bạn đừng sợ, mình đến rồi đây. Trời ơi, đớm. Đớm, tại sao con lại leo cây vào sáng sớm như thế này? Con có biết leo trèo rất nguy hiểm hay không? Không có bạn mây nhỏ này cứu con thì con sẽ ra sao đây? Con xin lỗi ba mẹ. Do hôm qua bão to, con phát hiện mây nhỏ bị kẹt vào các nhánh cây nên con muốn giúp bạn ấy. Thì ra là như vậy. Giúp đỡ là tốt, nhưng đớm cũng đã sai. Đớm có biết đó là lỗi gì hay không? Dạ biết. Ừ, đớm biết tự nhận ra lỗi lầm như vậy là tốt. Ba mẹ sẽ không phạt đớm đâu. Lần sau cần lấy thứ gì trên cao, đớm không được tự ý leo trèo mà phải nhờ người lớn giúp đỡ đó, có biết chưa? Dạ, đớm biết rồi ba mẹ. Cảm ơn mi nhỏ đã cứu mình. Như vậy tụi mình hòa nha. Tạm biệt.